Rồi, hello, tưởng chào tất cả anh em và các bạn đã quay trở lại kênh của Thuận nha. Nay mình đi ra giống nhà mình thấy có ổ còn đen nè các bạn. Nè. Đây nào các bạn. Ổ còn đen. Ổ còn đen này chắc cũng gần đi rồi. Giờ mình tranh thủ mình câu để nó ra ngoài á. Cái này có lùm bụi nữa các bạn. Dũng nhà có lùm bụi gì câu cũng khó. Sợ nó ra ngoài cái nó vô lùm á, vô mấy cái lùm euro này nè, mình không thấy mình câu không được. Rồi giờ kiếm chỗ đặt máy tiến hành câu luôn nha các bạn. Dịch nè các bạn. Nãy nó ra Long Quê luôn rồi. Hết biết không? Chắc câu lần này nữa chắc mình đi kiếm mình mua hai vịt con khác quá. Vịt này nay nó bự quá trời à. Ổ này nó cũng muốn đi. Cá mẹ nó hờ sẵn gì vậy? Giống cá mẹ gì hả? Cá mẹ nó vô nè các bạn. Đây nè, đây nè. Đây 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 đây. Nè, coi nè. Đó đó. 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 Cá mẹ nó vô các bạn ơi. Cá mẹ vô ổ rồi. Đó đó đó. Đó. Cầu gỗ gì. Chọc cho nó quạo câu dễ dính các bạn. Con cá này nó còn hơi nhát, nó chưa dám vô ổ. Nó vô ổ mình dễ câu. Bữa hổm mình câu bằng cái cục xốp á. Câu bằng cục xốp bằng bản, có mấy anh em nói cục xốp câu nó không nhạy bằng ồ táp nữa các bạn. Cục xốp câu nó không nhạy bằng con ốc Pháp nha các bạn. Này cái mài ốc Pháp. Rồi cái điện thoại mình nó không có lấy nét được các bạn. Rồi để mình tiến hành mình câu luôn đi. Cái cục xốp bông bản nó không nhạy bằng ốc Pháp. Rồi mình câu thử một lần thấy nó cũng nhạy các bạn. Hồi trước mình câu bằng cục xốp bông bản không à. Con đen này thì câu đại trong ổ các bạn. Mình đâu có sợ nó như tiếng vàng, nó đâu có tan đâu. Dính vào cái ván nhện quá trớn. Rồi con vịt này nó nặng. Câu nó khó ha. Vịt thì nó khoái ăn ốc dữ vậy ta. Đâu rồi, cá lóc mẹ đâu rồi? Cá lóc mẹ nó ở ngoài á. Cá mẹ nó quạo bạn ơi. Quạo rồi. Trời ơi. Oh.
Ôi, một em đã chào bá ơi, đây các bạn, đây chào bá luôn, bốn đùm lạng các bạn ơi. Ôi con vịt nó mang câu nó chạy rồi, để mình bắt vịt lại các bạn. Đã không à, đây nè các bạn, vịt nó mang câu nó chạy rồi, để cho nó chạy chút xíu thì mình bắt lại. Thôi nó bị ngược sáng chút xíu. Đây nè các bạn, quay qua đây đi, ngược sáng nó không sáng không. Đó, rồi gõ nha các bạn, chút xíu nữa thì mình nhấp cái nó còn con nào không, như còn một con cũng nhỏ chứ không bự các bạn, còn con đó chắc để cho nó giữ bầy, nhấp cho nó táp cho anh em các bạn xem, thì mình để cho nó giữ bầy ha. Rồi gọi cá nha các bạn, rồi tiếp tục nha các bạn, cái này là mình câu coi nó còn con cá không rồi mình để cho nó giữ bầy chứ mình không có câu nha các bạn, tại vì ao này ao nhà, với từ trường hợp đặc biệt như mình thường thường mình đi xa với mấy cái có công chuyện gì như câu cho ai thì mình mới câu hai con, chứ bình thường mình câu con không ai, còn con để cho nó giữ bầy. Nhấp thử coi còn không, chắc còn một con đó, thấy không, còn con của bạn, các bạn nè, nãy mình dính con mình đem cho mình gọng rồi, lúc gài YouTube nó cũng găng lắm các bạn, khúc mình gỡ cá đồ sợ em khi nó có mấy cái cảnh thì cái bắt đầu nó quét tội nghiệp mình, thì anh em các bạn xem cũng thông cảm ha, mấy cảnh gỡ cá rồi là mình không có quay nha các bạn, quay dính cá cho anh em các bạn xem thôi nè, nó giận nè, còn con này chắc không được quá, cá này chừng hai lạng các bạn, nó nè nó bay lên này nha, để mình zoom gần này cho anh em các bạn xem. Còn một con đó, thấy không, còn một con đó, thấy không, áp thấy không, cho nó giữ bầy. Ổ con đen này nó cũng nhiều các bạn, cho nó giữ gì nữa, nó nở ra nó bự lên cái dũng chắc nhiều cá lắm. Cho táp cái nữa ơi, đó thấy không, dịch cỡ này thì cá lóc mà chừng hai lạng táp không thấm các bạn. Thôi rồi vô bạn ơi, bỏ cho nó giữ bầy đi, có con đen gì nó gom qua đây nè, giờ mình thả dịch ra, thả dịch ra mình quay cái ổ cho các bạn xem, ổ con đen nó không có tan trứng như mấy ổ trứng vàng. Rồi giọt con. Nhà mình mới ở đây nè các bạn, chạy xích bên kia chút xíu rồi nói nè, chỗ con đen nè, nhồi nước dưới tường các bạn. Đó, thôi rồi, giờ mình vô ăn đi. Thôi, Thịnh cũng kết thúc video tại đây nha các bạn. Chúc tất cả anh em và các bạn xem video vui ha. Thấy hay cho mình xin một like, một lượt đăng ký kênh, chia sẻ video ủng hộ nha các bạn. Rồi, xin chào. Hẹn gặp lại tất cả anh em và các bạn trong những video theo của mình nha. Bye bye.